Rồi, xin chào các bạn nha. Này, để mình quay cho các bạn xem cuộc đua thuyền vỏ ở miền Tây sông nước, ở rừng tràm Trà Sư các bạn. Đây, chiếc này giờ đang xuất bến ra để biểu diễn trước nha. Chắc có thể là chưa đua đâu các bạn. Chiếc này mà chồng lên chưa? Trời ơi, đây chỉ chạy một chiếc thôi các bạn. Đây, chiếc này giờ quay trở lại đó các bạn. Coi nó chạy cất cái mũi nó lên nha. Này chưa hết lốc nha. Không, nó có thể là nó ngừng lại. Đảo. Dữ quá. Máy này không biết là máy mấy nữa. Máy 6, máy 4 gì á. Máy này hả? Ừ. Máy 6. Cái này chỉ mấy ảnh biểu diễn thôi nha các bạn. Đây cái chiếc này nè, chiếc này ra biểu diễn nè. Coi nè các bạn, coi cái mũi nó cắt lên nè, cái vỏ thì nó gạch lép luôn nha. Đây bây giờ là anh này giờ ra là để test máy tiếp tục nha. Cái này chỉ chạy biểu diễn test máy thôi các bạn. Này vỏ nha. Ôi trời ơi, con nó xì khỏi. Đây chiếc này bắt đầu ra biểu diễn tiếp tục rồi các bạn. Cái mũi này chắc nó cắt lên chắc dữ lắm. Ok. Trời ơi, mới có đề 3 thôi mà mũi nó cắt lên cỡ này nè. Trời ơi, coi cái bạn nó biểu diễn nha. Đây cái chiếc này có chừng chạy ra test nữa đây các bạn. Trời ơi, coi cái mỏ nó cắt lên rồi kìa. Khủng khiếp không? Chưa? Đây cái chiếc vỏ này nó test nó chạy trở về này các bạn coi nè. Khủng khiếp không? Đây. Giờ coi vỏ nó chạy về nè. Trời ơi, ok. Nó bay trên mặt nước không. Trời má ơi. Ghê không? Khủng khiếp. Rồi bắt đầu anh thả trở về. Ý là chạy là ra nhỏ mà cái mũi nó còn cắt lên cỡ đó đó các bạn. Đây, đó là mấy anh đem mấy cái vỏ này lên chẹt luôn nha. Đâu anh nào test thử đâu? À đây anh này hả? Mới vừa gấp máy xong đó. Rồi anh này yêu cầu máy đem xuống là test thử nha các bạn. Coi cái ống khói kìa, 79. Để số 79 luôn kìa, coi cái bình xăng con. Còn cái ống khói thì toàn là ống khói titan không nha. Cái vỏ thì nó mỏng dánh luôn, mũi nó cắt lên rồi nè. Vỏ này nãy mới test xong rồi các bạn. Coi nhiệt máy nè. Trời ơi, ghê không? Rồi xô ra để cho anh test thử nha.
Đây cái anh này nãy mới test thử, giờ ghim máy lên nè. Chạy trở về nha. Đó, coi nó test. Chạy chạy kìa. Chỏ ở miền Tây sông nước các bạn. Hai chiếc này đang xuất phát, đang nhảy xuống nha. Trời ơi, chiếc vỏ trắng và chiếc vỏ vàng. Ô, chiếc vỏ trắng qua mặt các bạn. Đây, chiếc vàng về đích sau các bạn. Coi bên đây người ta cổ vũ. Đây bây giờ là xuất phát để trở về các bạn. Không nổi. Mày đưa quay đầu đó ta. Đây cái chiếc này đang chạy xuống là để chủ yếu dẹt đường ba cái lục bình này cho nó ra để cho mấy cái vỏ cuộc đua cho nó an toàn nha các bạn. Chiếc này giờ đang chạy cho lên chảnh là giờ lên chảnh rồi xuất phát chạy xuống nha. Chiếc này là An Giang và Cà Mau. Chạy cho nó nhịp thôi kìa.